Xin chào tất cả anh em. Đây là xe Elantra đời 2020, được A2 độ xe lên V30 Ultra. Anh em thấy chưa, rất sáng ạ. Chúng tôi làm trên bizin, bát zin của xe. Đấy, anh em thấy chưa, rất sáng, cực sáng và rất thẩm mỹ. Đây anh em thấy ánh sáng chiếu ra này. Đấy, chế độ pha và chế độ cốt. Ở chế độ cốt thì công suất là 60W, chế độ pha là 90W. Đấy, chế độ pha 90W rất sáng. Sản phẩm được bảo hành lên tới 36 tháng. Anh em lưu ý là tất cả các dòng V30 Ultra, V30L Ultra, anh em phải chọn các đại lý chính hãng của GTR thì mới được bảo hành. Và mới là hàng chuẩn anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video tại A2 độ xe, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em.